Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em muốn gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là chiếc bơm xăng của xe Suzuki đời chạy kim phun từ đời 2010 đến 2016. Đây là cái quy cách đóng gói của sản phẩm. Mỗi một sản phẩm sẽ được đóng gói trong một chiếc hộp như thế này. Mà đây là sản phẩm của hãng Bosch nha anh em nhé. Đây. Đây chúng ta cùng nhìn cái bơm xăng của nó đây. Trong này thì sẽ có bao gồm này, các phụ kiện kèm theo này. Đây, hai chụp này. Phía đầu này. Các cái rắc này. Và chủ chốt chính của nó là cái bơm. Đây chính là thủ của chiếc bơm đấy ạ. Đây. Đây là bơm Boss, tức là bơm xịn của Su đấy ạ. Đây là cái mã hàng đấy. Đó, đóng cửa đi. Vâng. Đây anh em có thể nhìn thấy ạ. Đây là cái sản phẩm hàng liên doanh cao cấp rất chắc chắn đấy ạ. Đấy ạ. Yeah. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái bơm xăng của xe Suzuki. Anh em có nhu cầu quan tâm tìm hiểu hỗ trợ về sản phẩm, hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Kiểm tra hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT, số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.